Ok luôn anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Ủa, cái chuyện này toàn top server anh em ạ. Căng rồi, chuyện này căng này. Chơi cái gì đấy? Hôm nay chơi vẫn theo yêu cầu nhá anh em nhá. Tôi sẽ chọn một cái layup theo yêu cầu để xem là nó ra bài như nào, tôi sẽ chơi theo cái bài đấy. Tất nhiên là hôm nay sẽ phải chọn một cái layup mà anh em yêu cầu, tuy nhiên là nó sẽ phải là một cái layup mạnh để chơi ở trong cái lobby nhiều những cái cao thủ như thế này. Lobby rất gắt. Toàn top server thôi anh em ạ. Nhìn qua có Sad Boy với cả Simple kia là top server. Ngoài ra cái thằng Fanda 2 kia là cũng có cái khung queen là đánh chắc cũng kinh. Avenger Clyde. Ok. Chơi Clyde. Clyde được không? Clyde rất ổn. Đang meta đấy, đang meta đấy. Clyde bây giờ nó khỏe lắm. Cho Avenger Clyde sớm chơi luôn anh em ạ. Rồi là rồi, đâu ở nó cũng sẽ có đó anh em nhá. Một vài round nữa chúng ta sẽ biết được chúng ta chơi gì thôi. Còn bây giờ như thường lệ thì đầu clip tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Đào Hứa Trọng Tín, anh em Bùi Quân Thạch và anh em Vũ Đức Long đã donate ủng hộ cho kênh. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Quốc Sới đã đăng ký gói hội viên mới ở trên kênh. Cảm ơn anh em Quốc Sới rất nhiều. Cùng với đó tôi xin được cảm ơn lại là anh em Đào Hứa Trọng Tín, anh em Asen, anh em Đỗ Đức Mạnh và anh em Hải Biếu đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em để ủng hộ cho tôi và ủng hộ cho kênh. Đó, lấy làm cái động lực để tôi tiếp tục ra những clip hay ho để phục vụ anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đặc biệt là tôi xin được cảm ơn anh em Hải Biếu. Anh em Hải Biếu đã có 15 tháng là đăng ký hội viên trên kênh. Anh em Hải Biếu hiện là anh em có số lượt đăng ký hội viên theo tháng là dài nhất và nhiều nhất ở trên kênh. Cảm ơn anh em Hải Biếu rất nhiều. Và để kỷ niệm cho 15 tháng anh em Hải Biếu đã đóng góp ủng hộ cho kênh, đăng ký hội viên trên kênh, thì tôi rất muốn là có một món quà tặng anh em Hải Biếu. Anh em Hải Biếu thích tôi chơi cái gì thì anh em Hải Biếu có thể là comment nhá. Anh em Hải Biếu yêu cầu tôi sẽ cố gắng để tôi thực hiện cái live up đó của anh em để tôi tặng anh em nhá. Ok. Và nhân tiện đây thì tôi cũng xin có một chút thông báo đến các anh em hội viên. Đấy là anh em có một cái quyền lợi mà anh em vẫn chưa biết. Có nhiều anh em chưa biết đâu. Đấy chính là đến cái ngày sinh nhật của anh em ấy. Các anh em hội viên mà đến cái ngày sinh nhật thì anh em cứ mạnh dạn anh em thông báo với tôi nhá. Tôi sẽ gửi tặng anh em một cái clip mà anh em yêu cầu. Đấy, và cái clip đấy sẽ ra vào đúng cái ngày sinh nhật của anh em. Và trong cái clip đấy nó sẽ có lời chúc mừng của tôi. Chúc mừng sinh nhật anh em nhá. Hiện tại là có một cái ngày sinh nhật là sắp tới là sinh nhật của anh em Trần Mạnh. Và vừa mới qua là sinh nhật của anh em Bùi Quân Thạch. Thì sinh nhật của anh em Bùi Quân Thạch thì thực ra tôi không biết. Đến lúc nó qua ngày sinh nhật rồi thì anh em Bùi Quân Thạch mới nói cho tôi. Đấy. Thì tôi mới biết là cái ngày 14 tháng 9 là ngày sinh nhật của anh em Bùi Quân Thạch. Thì tôi cũng xin được chúc mừng sinh nhật anh em Bùi Quân Thạch. Tuy nhiên lời chúc mừng sinh nhật này nó sẽ có ở trong một cái clip riêng nhá. Tôi sẽ cố gắng là tôi sẽ ra trong sớm nhất có thể. Có thể là tuần sau. Còn trong cái tuần này thì làm clip theo yêu cầu của anh em ở trên kênh thì nó full rồi anh em nhá. Ảo ảnh phân lộ lên được 2 sao. Chưa nói lên được điều gì anh em ạ. Chưa nói lên được điều gì cả. Cảm giác bây giờ yếu quá. Đang đánh chuỗi thua ấy. Từ lấy giờ thua này. Chưa nói lên được điều gì luôn. Trông yếu lắm. So với cả những cái nhà còn lại ấy, hiện tại là chúng ta đang ở phía dưới. Sức mạnh rất yếu. Mà chót up cấp rồi chả nhẽ lại bây giờ lại eco. Up cấp mà eco thì nó vừa thọt tiền nó lại vừa bị mất nhiều máu anh em ạ. Thôi cứ bỏ bài vào đánh bổ củi vậy. Khổ thật. Thằng này có ăn được không? Nếu mà ăn được là sẽ gỡ lại được một chút. Có được sách không được rồi, khó lắm. Đấy trông đánh với cả thằng level 4 vẫn thua này. Khó rồi. Quả này là Avenger Clyde lừa rồi anh em ạ. Đánh vội quá, chuyện này là đánh hơi vội. Lẽ ra là phải cẩn thận, đánh từ tốn một chút. Lên 6 luôn không? Tôi lại không thích đánh từ tốn cơ. Ờ. Lên 6 luôn. Cố mà thắng lấy cuốn sách để gỡ lại anh em ạ.
đã đâm lao là phải theo lao thôi. Tầm này thì bây giờ là nếu mà thắng ấy là sẽ có gì, có sách và có đam. Chứ còn bây giờ mà lại đánh lại bắt đầu lại giữ tiền các thứ thì chắc chết. Đấy rồi, úi dồi ôi, đen nhờ, đúng quá đen luôn. Up cấp gặp ngay thằng Eco. À đây rồi. Được. 2 sao à? 2 sao vào thay cho con nào đây? Bây giờ thay cho con Glacier thì có mạnh hơn không? Vẫn chưa biết chơi gì anh em ạ. Chơi này chưa biết chơi gì. Mà có khá nhiều anh em yêu cầu chơi Clive đấy. Rồi để tôi xem là có chơi được Clive không nhá. Có rất nhiều anh em yêu cầu bộ Clive. Có anh em thì yêu cầu bộ Clive kết hợp 6 Clive kết hợp 6 Feather. Đấy, và có anh em thì 6 Clive kết hợp với cả 6 Goblin. 6, đấy toàn những cái bộ lạ nhá. Toàn những cái bộ mà nó rất là lạ. Nó không giống như là những cái bộ như là 6 Clive, 6 Glacier. Nó là cái bộ huyền thoại rồi. Hôm nay chúng ta sẽ không chơi cái bộ đấy. Ăn nổi rồi thằng này không? Đấy, có cung. 3 cung kết hợp Exit. Bắp giáp, đúng rồi, hay quá, vẫn ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn khó 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 khó. Khó 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 khó. Giết lốt con cung thôi được rồi. Thế cũng được. Giữ máu anh em ạ. Thế là từ cái round 4 đến giờ tôi mới thắng đúng một round. Được ra công Clive này. 4 Clive thì tốt. 4 Clive bây giờ mạnh lắm nhá. Rồi cho 4 Clive sớm thì ok. Để xem là có được 4 Clive sớm không. 4 Clive thì thực ra là nếu mà chúng ta có 4 Clive thì nó sẽ 1 sao ấy thì nó vẫn mạnh. Nhưng mà bây giờ nó mới chỉ có 3 thôi. Live Blade Line ra một phát là ngon nghẻ ngay. Rồi ra con Live Blade Line hoặc là ra con Agali thì ngon quá. Nếu mà ra Agali. Đấy rồi, có sách nữa lại. Thực ra chúng ta chỉ cần một trận thắng thôi là chúng ta sẽ bằng 3 trận thắng. Quyển sách này nó là 2 tiền anh em ạ. Nó sẽ bằng là 3 trận thắng đấy. Thế nên là nếu mà tính ra là từ nãy giờ tôi thắng 2 trận rồi đúng không? Là coi như là chúng ta thắng 6 trận từ đầu game đến giờ. Ổn không? Ổn đấy chưa? Đấy, ổn đấy. Coi như là thắng 6 trận đấy. Bởi vì thắng là được 1 tiền mà đúng không? Thì bây giờ chúng ta là có sách là chúng ta có 2 tiền, 2 lần là 4 tiền rồi. Thêm 4 trận. Rồi, tính xem là round 11 gặp thằng nào. Simple. Chưa gặp Simple. Ui, gặp đúng là có chuỗi luôn hả? To đấy. Ăn nổi không nhờ? Trong đội hình hơi lèo khèo, 4 Clive mới ăn được. Mà bây giờ có một con 2 sao ở ngoài, đẩy cấp cho con 2 sao ở ngoài vào được không? Ăn nổi không? Đúng rồi, chưa gặp thằng Simple thật. Tôi tưởng gặp rồi nhờ. Ăn nổi không nhờ? Thì vệ từng ngày cho vào thì cũng thêm một chút đam ấy. Nhưng mà đội hình lèo khèo quá, chưa có CDG. Có cái CDG Human thì nó lại không phải là CDG tăng sức mạnh. Ước gì mà round sau ra được 4 Clive. Ui không ra rồi. Thôi thì phải up cấp thôi. Lấy thêm cái chén thánh luôn. Ghép chén thánh luôn anh em ạ. Nhưng mà cái cảm giác nó mong manh lắm. Cho thị vệ vào. Thực ra con thị vệ này nó gây đam. Nó không có được nhiều. Con này chủ yếu nó là khống chế thôi. Chiến thắng nó mong manh lắm. Round này vẫn chưa có cái gì nó gọi là mạnh ở đây cả. Mà tôi trận này có vẻ như tôi đánh nó hơi vội anh em ạ. Trận này đẩy cấp hơi kinh ấy. Anh em thấy trận này tôi đẩy cấp hơi căng ấy. Lên một phát là lên 7 luôn. Nhưng mà trong khi cơ hội nó rất là mong manh ở đây. Toàn một sao. Trông mong manh lắm. Ôi trông kìa. Không được. Không ăn được đâu. Trông mà thấy không ăn được rồi. Nhìn đối thủ toàn 2 sao kẹp 2 đỏ với cả Goblin giáp to. Không có đam. Cay nhở. Thôi chết rồi. Tôi thọt tiền quá anh em ơi. Đau quá.
Ui đây là 4 like rồi. Phải có 4 like. Ra sớm một round phải ngon không? Ra round trước là có khi là cũng vẫn có cơ hội ăn đấy. 4 like này là mạnh rồi. Thôi được rồi, thì bây giờ lại phải từ tốn vậy. Tích tiền lên thôi anh em. Thực ra tôi chỉ cần thắng một trận hay là nó sẽ bù cho tôi 3 trận. Đấy, thắng một trận là coi như là được thắng 3 trận rồi. Đánh như bình thường thôi mà, đánh như bình thường có sách thôi mà. Sách này tôi cắn luôn, đấy. Đấy, rau này có sách rồi này, nhưng mà là gặp cái thằng Eco đâu. Tức là bây giờ ấy, cái thời điểm là hiện tại ấy là tôi cứ gặp thằng Eco là tôi thắng, còn gặp những cái thằng khác là tôi thua. Và tôi đang dùng hết tiền để tôi up 7. Đùa, thật là như thế luôn. Trận này có phải đánh hơi coi như là ngáo đá. Người ta gọi là ngáo đá đấy anh em. Dã man thật sự. Thật từ đầu game giờ nhá, hai thằng Eco gặp hai thằng Eco thì thắng. Đúng không? Từ cái round 4 đến bây giờ ấy là cứ gặp cái thằng Eco là thắng, và còn những cái thằng còn lại gặp là bị thua. Trời. Nhưng mà hai thằng Eco thì tôi cũng đang động viên tự coi như là huyễn hoặc động viên chính bản thân. Là gặp những cái thằng Eco là tôi được là coi như là 3 tiền mỗi round. Là hai thằng là tôi được 6 tiền. Đấy. Đúng không? Thật là như thế luôn. Thôi là rồi, cố gắng vậy. Thôi rồi, cho xin gặp lốt thằng Eco nữa đi. Ôi giời ơi, chán đời thật sự. À thằng này được, thằng này cũng Eco này. Đấy anh em thấy không? Tôi cứ gặp mấy thằng Eco là tôi có khả năng tôi thắng. Thằng này được, thằng này được. Thằng này Eco mà, thằng này Eco nhá. Kẹp Eco vào đây này. Được, được, được. Ơ đừng bảo thua nhá. Đừng bảo thua bạn ơi. Không, 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 phải thắng, phải thắng, phải thắng. Đấy, thế tôi được 3 tiền rồi. Ok, thế cứ từ từ tích tiền dần dần. Đây rồi, ui giời, lên thêm con nữa đi nào. Cho lên 2 sao cái lại uy tín luôn bây giờ mà. Cứ bình tĩnh, không có gì phải vội. Thôi trận này chốt bài luôn nhá anh em nhá. Trận này xem nào. Trận này nếu mà không có gì thay đổi thì trận này tôi sẽ làm line up theo yêu cầu, và tôi sẽ chơi cái bộ là 6 Clay kết hợp với 6 Goblin anh em nhá. Yêu cầu này là yêu cầu của rất nhiều người. Anh em Asen muốn là tôi chơi 12 con, 6 Goblin, 6 Clay kết hợp với cả Warlock. Anh em Nonstop yêu cầu là chơi 6 Goblin, 6 Clay nhưng mà chỉ ở level 11 thôi. Đơn giản hơn một chút. Bạn Sơn Sạc có yêu cầu cũng chơi cái bộ 6 Goblin, 6 Clay ở level 11. Vân Nhi cũng là 6 Goblin, 6 Clay ở level 11. Ok. Bộ này có rất nhiều người yêu cầu, chính vì thế hôm nay tôi sẽ thực hiện nha anh em nhé. 4 bạn yêu cầu. Thực ra là tôi cũng có nhiều hơn đấy, nhưng mà tôi không lọc được ra. Có nhiều người khác cũng yêu cầu, nhưng mà tôi chưa lọc được hết các cái comment. Nên là tôi lấy 4 bạn đấy, để tôi cho vào trong cái phần trích dẫn nha anh em nhá. Thực ra là nhiều hơn đấy. Thôi thì hôm nay chơi, chúng ta sẽ chơi. Mặc dù là tầm này thì vẫn chưa có 6 human để chơi đâu. 6 human sách này thì tôi sẽ không giữ được rồi. Đội hình yếu, phải dùng sách để cắn lên để lên level thôi anh em. Thay cho cái việc là bị thọt tiền vì thua đấy. Chứ còn không có coi như là sách để giữ những cái cuốn sách 12 cuốn để lên 11 được đâu. Bây giờ chỉ có trông chờ việc là ra được sớm 6 con human thôi. Đấy. Và nói chung là không có gì thay đổi thì tôi sẽ roll mạnh một chút. Để tôi kiếm đủ bộ cái đã anh em ạ. Hết tiền, chắc hết tiền roll. Chơi cái bộ này là nó phải phóng khoáng lên chứ đừng có ôm nhiều thua ấy. Riêng chơi cái bộ này là phải xả tiền mạnh ở giai đoạn mà chúng ta có thể thắng. Nó sau này nó đến lúc mà nó yếu rồi là không có cái cuốn sách nào cho chúng ta đâu. Đấy là cố gắng là thôi thì có tiền thì xả sớm. Tầm này 30 tiền là xả được rồi. Rồi. Ok nha anh em nhá, xả tiền thôi. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đi các bạn ơi. Ra đi các bạn ơi, ra đi các bạn ơi, ra đi các bạn ơi. Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ, 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 từ. 6 Clay. 6 Clay đã. 6 Clay 2 Glacier. Toàn một sao. Đấy, nhưng mà nó mạnh nhá. 6 Clay lên rồi là ok rồi đấy. Ổn rồi đấy. Tôi nghĩ là ổn rồi đấy.
Ok. Ui, gặp thằng Simple luôn này. Có ăn nổi không? Bây giờ mà ăn được thằng này nữa thì ấm luôn này. Ừ, khó lắm. Khó lắm anh em ạ. Toàn 2 sao. Zipper 2 sao khó. Zipper 2 sao khó. Ăn nổi không? Ê, đừng. Không ăn được. Khó. Khó, thôi chết rồi, gặp lại sớm quá. Chết tôi rồi. Xả tiền nữa, không cắt được chuối. Chán thế. Ôi ôi anh em ơi, thôi toang rồi. Toang rồi anh em ơi. Level 7 20 tiền. Anh em nhìn bọn nó kìa. Thằng đang có chuỗi thì level 8. Level 8 và thực ra là nó là level 8 là hơn cái số tiền kia đấy, nhưng mà nó vừa mới up cấp chắc là up quá tay thôi. Đấy, còn những cái thằng ở dưới thì thằng Eco kia Fanda 2 kìa, khung queen kìa. Đang chuẩn bị comeback rồi. Cũng level 8 50 tiền. Những cái thằng còn lại thì level 7. Đấy, tất cả đều 50 tiền hết. Còn tôi thì bây giờ lên 8 là cũng hết tiền. Đấy, nhưng mà buộc phải thế thôi anh em ạ. Up 8 rồi nhét con già vào, có thêm cái đam gọi là skill clear. Biết làm nào bây giờ, roll nó không ra thì chết. Bộ này phải chơi ở level 9 thôi anh em ạ. Thôi cố gắng. Khổ thế chứ lại. Thắng là thằng nào hay thằng đấy thôi anh em. Đấy, thắng mỗi trận thì tôi cũng chỉ có một cuốn sách thôi mà. Bây giờ có nên cho 6 human vào không nhở? 6 human bây giờ vào thì nó yếu lắm. Không có nổi sách đâu, có thắng được đâu. Bây giờ chỉ có roll thôi. Anh em ạ, xả tiền. Nhưng mà bây giờ xả thế này thì quá đáng quá nhở. Anh em nhìn thấy tôi bây giờ, tôi đã thọt tiền rồi, tôi còn đang yếu cơ. Tôi đang ở top 4 ở dưới lên đấy. Đã hết tiền rồi lại còn yếu nữa. Thôi chết rồi, trận này xuống hố cao lắm này. Có nên xả tiền không nhở? Thực ra thì hai cái người còn lại mà tôi chưa gặp là những cái người mà chơi cái đội hình Hunter với cả God. Thì God người nước thì bọn Clyde nó không sợ lắm. Hunter thì cũng không sợ lắm. Clyde nó counter bọn ấy. Đây, Hunter này thì sợ gì đâu. Giáp to mà. Hunter này chưa đến lúc sợ. Ơ kìa. Thôi xong rồi. Mà thua cái thằng mà đang có chuỗi thua như thế này. Tức là tôi còn yếu hơn cả cái thằng có chuỗi thua. Thế này, ui, rồng 2, đây rồi, cơ hội đây rồi anh em ơi. Thôi được rồi, xuống đồ cho rồng á. Vãi tè. Ra con Avezo Clyde đầu game, nhưng mà nó là Avezo lừa anh em ạ. Bây giờ lại phải chơi rồng. Nhưng mà không có đồ cho rồng, thế mới cay. Chơi có đồ cho rồng đâu, có lấy đồ cho rồng đâu. Khổ. Thôi được rồi, thì cố gắng quá. Được từng nào hay từng đấy anh em ạ. Mà tôi vẫn chưa dám là cho 6 human vào đâu. Đấy, có thể thua bất cứ lúc nào. Chỉ cần bỏ 6 Clyde đi thôi là thua ngay. Chính vì thế là bây giờ là chúng ta sẽ phải để dành để chúng ta lên 9. Lên 9 được thì là ngon. Lên 9 là ngon nghẻ luôn. Có thêm 3m. Lên 9 là có 3m này, kết hợp với cả 6 Clyde. Đấy, 6 Clyde 3m, 6 human nữa là ok rồi. Ui dồi ôi, nó chói đúng con rồng ạ. Thôi xong rồi. Cứu giá rồng ơi, cứu giá. Được không? Trông có vẻ được đấy. Được, giáp to, được. Hay. Kháng phép to bạn ơi, kháng phép to. Được rồi. Ok. Chắt chiu từng cuốn sách. Chắt chiu từng cuốn sách anh em ạ. Dã man thật sự. Bao giờ nó mới lên 9 cho tôi đây? Còn lâu lắm. Thôi được rồi. Không sao. Chúng ta cũng sẽ có 6 cũng sẽ có là 4 cuốn sách ở round này. Và chúng ta sẽ có thêm, tính ra là cũng được 8 tiền ở round này. Thế là ok rồi. Hơi thọt anh em ạ. Hơi thọt. Mà rất là đen là không cắt chuối được cái thằng Simple. Hai lần đen. Giá nhưng mà con Dragon Clyde nó ra sớm hơn thì có khả năng là cắt được đấy. Cắt được chuối lúc đấy thì có tiền up 9. Trận này hơi thọt.
So với cả những cái người còn lại là tôi là thọt nhất rồi đấy. Tiền là thọt nhất luôn. Cái thằng Queen ấy, thằng Fanda kìa, nó đang trên cái con đường mà nó sẽ lên là level 10 ấy. Đó, eco nó eco ngon quá. Eco không có ai phá anh em ạ. Không có ai phá, bây giờ đang ở level 9, 34 tiền rồi. Rồi. Lên 9. Đủ bộ anh em ơi. Bây giờ round 21, thực ra cái đội hình này ở round 21 là vẫn chơi được. Nói là bị thọt thì thọt đấy. Nhưng mà chỉ cần thắng thôi thì nó lại cái câu chuyện nó lại khác ngay. Đấy, thắng 2 trận thôi là gỡ hết anh em ạ. Thọt thì thọt thôi. Thọt là chỉ thọt cái lúc mà chúng ta không thắng thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã xác định là thắng được ấy, thì ui dồi ôi anh em biết không, mỗi trận thắng là chúng ta có 8 tiền anh em ạ. 9 tiền. Tính ra là 9 tiền mỗi trận á. Không ít đâu. Ui, thằng này nó cướp được con già của tôi. Lấy con Grand Herald cướp con già. Nhưng mà không có cửa ăn bạn ơi. Đấy, tôi giờ tôi là 4 Glide rồi. À 6 Glide rồi. Đấy, có sách gỡ lại. Anh em ơi, gỡ dần, không sao. 8 tiền đập vào mặt. Ok, tiền, thực ra cái sách này tôi cắn hết anh em ạ. Tôi không có giữ sách của tôi lên 11 đâu. Đấy, cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện mà rất là xa vời. Bây giờ cần phải sống sót đã. Sống sót đã anh em. Bây giờ sống sót lên 10 đã. Rồi, cứ chốt là cái đồ này đã. Giáp xương, giáp thép. Ok. Món đồ còn lại thì chắc là từ từ đã anh em ạ. Từ từ đã. Đợi đi. Chưa ghép bộ. Cái chống lé thực ra chưa cần lắm đâu. Không ghép nha anh em nhá, từ từ thôi. Ê, bộ này nhìn quen không này? Assassin Beat này, Assassin 4 Beat. Ồ. Oh. Khá quen đấy, khá quen đấy. Level 9. À, chưa 4 bit. Đây là kẹp Tsunami vào. Nhưng mà cái bộ đấy chưa 2 drone. Chứ tầm này 22 mà đã lên 9 thì là sai sách rồi. Không đúng. Đây chắc chắn là không phải fan của tôi. Fan của tôi không chơi như thế. Fan của tôi chơi là nhìn phát biết ngay đấy. Có rất nhiều anh em là gặp những cái đồng môn ở trong game, nhìn phát biết ngay là fan tuần cơm. Đấy, chơi Assassin mà chơi kẹp với cả 4 bit ý là thế nào cũng sẽ hyperon ở level thấp. Cái tầm này round 23 thì chắc là vẫn đang loay hoay ở level 7 thôi. Đấy, có một vài con là lên 3 sao rồi chứ làm gì mà up cấp lên 9 xong như kia. Không. Đây là người khác, không phải phải fan ở kênh. Đấy, mặc dù là nhìn thấy nó cũng là bit đấy. Nó cũng là Assassin bit đấy. Saman à? Saman kẹp người nước, bộ này bây giờ nó cũng khá là khỏe. Nhưng mà chúng ta chơi là Clyde nên là cũng không sợ lắm. Bởi vì là con người nước này thì nó không có đam anh em ạ. Nó đâu có đam, nó lướt vào cái mấy cái con Clyde nó đâu có đam đâu. Đấy, sách này chỉ để up lên 10 thôi anh em nhá. Sách này up lên 10 thôi. Rồi. Đấy, bây giờ tôi lại lên rồi này anh em này, tôi lại lên top 3 rồi này. Tiền lại không thọt nữa rồi. Đấy, thấy chưa? Có sách vào nó khác anh em ạ. Đấy, tiền tôi lại level 9, tôi lại 20 tiền rồi. Thế này là ổn rồi. Lại ổn rồi anh em. Đấy, tất nhiên là có những cái thằng khác nó cũng là khỏe. Đây, ở đây là có thằng Sạt Boy, nó đã lên được cái con Exit Ranger, lên được 3 sao rồi đây này. Càng đấy. Chơi Exit mà con co lên được 3 sao rồi là cũng căng đấy. Rồi, thằng này cũng chơi Exit này. Hai thằng chơi Exit à? Exit kết hợp với cả Hunter. 6 Hunter, 6 Exit. Không sợ. Ui ôi, tôi đang có chuỗi này anh em này. Được rồi à? Được đấy chứ. Cứ tưởng thọt nhưng mà lại không thọt anh em ạ. Đấy, một khi mà form đủ bộ rồi thì nó lại, tôi nói rồi, nó lại là bình thường. Kể cả là hết tiền nhưng mà khi mà chúng ta có cái sức mạnh đội hình ấy, chúng ta đủ cái sức mạnh rồi thì nó lại ok. Còn nếu mà hết tiền mà đội hình mà nó chưa ra được cơ thì nó mới yếu. Còn đội hình mà nó đã ra rồi ấy thì nó lại là ok anh em ạ. Đấy, bây giờ nó là ổn. Tất nhiên là có thể là trong cái trận đấu này chúng ta chỉ lên được 11 thôi. Đấy, còn 12 thì hơi khó. 12 thì hơi khó bởi vì là tôi cũng không tích sách nhiều.
Nhưng mà cố gắng lên được 11 là được rồi, là đủ bộ rồi. Đấy, 6 Goblin, 6 Clay. Trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ kết hợp hai cái bộ mà nó trâu chó nhất ở trong game. Nó tạo ra được một cái đội hình mà phải nói là bất tử. Liệu rằng có phải là như thế không? Đấy là trên lý thuyết. Còn thực tế nó như nào thì hồi sau anh em sẽ rõ nhá. Ok, bây giờ tôi còn đang tụng 1 thế này. Cộng 5 rồi anh em ơi. Đó. Lên 10 đó. Trên thành ấy, giáp xoay. Đấy, giáp xoay thôi. Cái chén thánh thì nó thêm cái phần trăm nó gọi là sát thương, giảm sát thương, nhưng mà nó lại có cái là nó thiếu đam. Đấy, giáp xoay thì nó thêm máu, nó thêm đam, đánh vào là xoay là có gây đam nữa, nó cũng rất là ok anh em nhá. Rồi, cứ đắp giáp vào người con này thôi anh em ạ. Trận này tôi phun trâu chó luôn, đắp vào toàn giáp. Một tí nữa là có bộ goblin nữa thì nó còn hồi máu theo dây, và nó còn có thêm cả 15 giáp nữa cơ. Tức là cái con, nếu mà chúng ta chơi con Avezo Clay thì nó sẽ rất là khỏe đấy. Rất trâu luôn đấy. Ít nhất là bình thường đã có 30 giáp rồi nhá. 30 giáp rồi. Đấy, còn hên xui cái giáp của bọn Clay nó bật lên nữa thì nó có thể nó lên tới hơn 100 giáp. Trời ơi, hơn 100 giáp thì nó càng lắm nhờ. Lúc đấy thì chắc chắn là nó gọi là bất tử rồi đấy. Tí nữa thêm cái giảm sát thương của cái chén thánh nữa thì nó phải gọi là bất tử thật sự luôn anh em ạ. Tầm này con Avezo Clay không dễ gì giết được đâu. Rồi, đây rồi. Goblin Warlock lên 11. Ok. Vậy là tôi đã lên được 11 anh em nhá. Tức là bây giờ chúng ta đã đủ bộ rồi đấy. Nếu mà chả may mà có một cái gì đấy mà chúng ta không lên được 12 ấy, là ngay cái thời điểm hiện tại là chúng ta có thể kiếm Goblin chúng ta cho vào. Đấy. Kiếm ngay Goblin cho vào ở cái thời điểm hiện tại là được rồi. Ok rồi, form được rồi. Rồi ra bom một cái này, ra ca lông một cái là thôi là xôi xong. Cần là cần là con ca lông nha anh em nhá. Bộ này thì nó cần nhất là con ca lông. Còn con bom thì không sao. Con bom kể cả không ra cũng không sao. Lấy con khác, goblin khác. Nhưng mà cái con ca lông là bắt buộc phải có thì nó mới ra được cái bộ này. Cái bộ 6 Clay, 6 goblin à. Chúng ta sẽ đánh đến khi nào chúng ta ra là con ca lông đã nha anh em nhá. Tạm thời cứ để cái đội hình này, nó vẫn đang mạnh, rất là ok đấy. Rồi. À, 6 Glacier, 6 Glacier kết hợp với cả Velomancer làm co. Ây da, 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 kinh đấy. Kinh đấy. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy? Kinh đấy, kinh đấy. Đồ thế giới đấy. Ra 30 lấy cấp điên thì thằng này nó cũng căng đấy. Về. Hiểu rồi. Simple chơi là 6 Glacier kẹp với cả Warlock, 4 Warlock, con co là con Velomancer. Căng. Ui, đây rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, bán con đi, bán con Heo Clay à? Lại thay Heo Clay vào. Ok. Đây rồi, nhân vật chỉnh rồi. Có con này một cái là đủ bộ ở đấy nhá. Bây giờ kiếm Goblin thì dễ thôi mà, không cần bom. Không cần bom đâu. Lấy kiếm mấy cái con 2 tiền, 1 tiền vào là cũng đủ bộ. Và tôi kích hoạt quy giạt luôn cho nó dễ anh em ạ. Kích hoạt quy giạt luôn. Đấy. Kích hoạt quy giạt là chúng ta chỉ cần 5 con Goblin thôi. Ở đây là chúng ta có 2 con rồi, kiếm thêm 3 con nữa thôi, đơn giản mà. Con nào cũng được. Ok, nhưng mà bây giờ hiện tại tôi vẫn thấy là tôi đang ổn, nên là tôi cứ để cố gắng lên 12. Ui, thằng này to quá. Spoil này. Top server này, top server này. Ui. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Đam to đấy, đam to đấy. Nhưng mà tớ giáp cũng to. Tớ giáp của tớ cũng to. Hay. Hay quá anh em ơi. Khả năng lên được 12 đấy. Lên được 12 là kẹp được thêm Glacier với cả Warlock, nó còn mạnh hơn rất nhiều luôn đấy. Secret Lancer này. Lên được 12 đấy, tôi nghĩ là lên được 12. Rồi, ghép được cái 2 tia cho con ca lông. Ghép được 2 tia. Đương nhiên là sẽ ghép rồi. Đấy. Ok.
Xe Clay Lancer này cũng ngon. Cho vào thay cho con Doctor cũng được. Nhưng mà thôi, thôi anh em ạ, bỏ vào mất cái Warlock. Mất Warlock không ngon lắm. Cần Warlock phải làm gì? Để đánh nhau với cả những thằng Assassin, đánh nhau với những thằng God đỏ. Đấy. À, Assassin này. Ôi, Assassin này, Assassin đẩy cấp và lên được con Sailing, nhưng mà mới có 1 sao thôi. Chắc là vẫn chơi được. Tôi nghĩ là vẫn chơi được. Chơi được. Cả lông cánh thế nào? Đúng rồi. Được, không sao. Solo được, yên tâm. Ngựa rồi, ngựa xích thố rồi anh em ơi. Ngựa này ngựa xích thố rồi. Trâu lắm. Trâu lắm anh em ạ. Thằng này nó là Assassin thì tôi ngại cái gì. Assassin sợ Clive mà anh em. Không sợ, đấm luôn. Đấy. Trừ khi thằng này nó là Beat thì hơi sợ thôi. Còn mày là Assassin thì tao không sợ. Ok. Rồi, đấy. Ui, chúa quỷ này nhưng mà không chơi. Đấy, chuẩn bị ở lên 12 đến nơi rồi này anh em này. Sắp lên đến nơi rồi. Chỉ còn 2 round nữa thôi anh em ạ. Mà trong đấy là có một round quái. Đấy, tôi chỉ cần thắng round 30, 31 thôi. Chỉ cần thắng round 31 là gặp người là thắng thôi, là chắc chắn là lên được 12. Và lúc đấy thì nó sẽ là cái bộ tối thượng anh em ạ. Tuyệt vời. Tuyệt vời, chỉ cần một trận thắng nữa thôi. Chả nhẽ lại không được một trận thắng đúng không anh em. Tôi nghĩ là một trận thắng thì nó đơn giản thôi mà. Đấy mà nếu mà chả may mà không thắng được thì tôi nghĩ là tôi vẫn có thể sống sót để đến được round thứ 35. Lết đến round thứ 35 rồi đủ bộ. Được không? Chắc là cũng được. Cũng được. Trong cái trường hợp mà nó yếu quá rồi có thể chuyển Goblin luôn. Đấy. Sau đó đến round 35 thì mới bắt đầu vứt thêm Human vào để kiếm lốt quyển sách lên 11, kẹp vào hai Glacier, kết hợp hai Warlock. Thế thôi. Rồi, yên tâm. Đối thủ bây giờ nói chung là tôi vẫn thấy là tôi có thể cân được trong cái đội hình này. Ui, lại giáp ra bỏ, nhường giáp thật sự luôn. Giáp này cho cá lông à? Ui, đây, mảnh linh hồn đây rồi. Đây rồi. Rồi, cái con Skelet Lancer thì thực ra cũng tí cũng bán thôi anh em ạ. Không cho vào được. Ở level 12 ấy, cái slot 12 ấy sẽ cho cái con Doctor. Nó vừa có Warlock vừa có Glacier anh em nhá. Vừa có hồi máu nữa. Đấy. Con Lancer này mà nó lên được 2 sao trước thì tôi cho vào tạm thôi, tí vẫn bán đi. Rồi. Một round thôi. Tôi chỉ cần ăn chó xin cái round này luôn đi. Đỡ phải lằng nhằng. Round này ăn đi, ăn luôn nhá, ăn luôn nhá, xin nhá, xin nhá. Simple. Được, thằng này 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 vừa lấy ăn tôi nhưng bây giờ không. Bây giờ nó khác rồi anh em ạ. Bây giờ nó khác rồi anh em ơi. Bây giờ nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ nó khác, bây giờ nó khác. Bây giờ có đồ cam, bây giờ có đồ cam. Đấy! Anh em thấy chưa? Thế là có sách rồi. Thôi được rồi, thế là lên được 12 rồi anh em ơi. Ngon quá, ngon quá. Phê. Rồi, ok nhá. Bây giờ là chuẩn bị Goblin vào này. Từ từ định hình cái đã. Bây giờ có con Heaven Bomber là có 3 Goblin rồi đúng không? 3 Goblin ở đây rồi. 3 Goblin kẹp 2 Wizard nữa là 4 rồi. 4 vậy là còn 2 con nữa. 2 con Goblin nữa, kiếm 2 con Goblin nữa. Nhưng mà trước khi form cái bộ Goblin thì chúng ta có thể cho là 4 Glacier. 4 Glacier vào. Rồi. Con già này có thể là bán đi. Cho con ca lông. Cho thêm con ca lông nữa vào cũng được. Rồi. À vẫn còn thời gian, rôn thôi. Rôn kiếm ca lông 2. Ca lông. Đây rồi, ca lông. Đây rồi, úi dồi ôi. Được quá anh em ơi. Úi dồi. Thiếu một con Goblin nữa đúng không? 3 Goblin, 4 Goblin, thiếu một con. Thiếu một con anh em ạ. Rôn tiếp. Kiếm đủ thôi. Kiếm đủ thôi. Hết tiền luôn. Một con Goblin nữa bạn ơi. Một con nữa đi. Hết tiền rồi. Thôi từ từ đã anh em nhá. 4 Glacier đã. Từ đã. 4 Glacier. Hay 6 Glacier. Đủ không? Ơ chưa đủ, chưa đủ. Thiếu con gì nhỉ? À thiếu con thiếu một con. Chưa đủ anh em ạ.
Thiếu con Fortuner Teller. Ui dồi, anh em nhìn con gợ tôi, nó hồi máu. Nhưng mà vẫn thua. Ai giờ khỏe quá nhỉ? 6 Hunter đúng không? Ai 6 Hunter à? Khỏe đấy. Ui đẩy 17 máu cơ. Kinh vậy. Căng đấy nhỉ? Thiếu đúng một con Goblin anh em ạ. Tôi định là 6 Glacier trước đấy chứ. 6 Glacier, 6 Clyde trước ấy, nhưng mà thiếu một con. Thiếu một con, hết tiền rồi. 27 máu chắc là chưa đi đâu. Cứ lốt round này đi, từ từ đã. Từ từ đã, không vội. Từ từ đã anh em ạ. Rồi, còn round 34, 35 cơ mà. Round 35 còn có đồ nữa. Đấy. Thôi tôi nghĩ là đứng tụm lại cái này ngon hơn. Rồi. Ok. Ui rồi lại gặp thằng này. Thằng này thì chắc chắn là thắng rồi. Thằng này làm gì có cái cửa đánh đâu. Này thì bán đánh. Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi. Ui rồi ôi, anh em thấy không? Mềm lắm. Không ăn thua. Bây giờ tôi cứng lắm, đấm đấm nhanh đấy, nhưng mà có giết được người không? Đấy, có giết được người không? Không giết được. Cho Fortuner Teller cái nhỉ. Chán thật. Thiếu một Blin anh em ạ, thiếu đúng một con. Bán đi roll tiếp vậy. Mua đát này. Ui trứng này. Thế thì đập Secret Lancer không? Không 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 chơi, hôm nay làm cho content. Bình thường là lấy trứng đập cho Secret Lancer, nhưng mà bây giờ tôi bán Secret Lancer đi, tôi mua trứng. Hơi ngược đời một tí. Đủ bộ ở đấy anh em. Bây giờ là tôi có 6 Glacier rồi đấy. Round này tôi ra được cái con Deflector này, nhưng mà thôi. Thôi anh em nhá. Đã bảo là làm content theo yêu cầu nên là chắc chắn là tôi sẽ form cái bộ 6 Goblin, 6 Clyde. Chứ tôi không chơi hệ gọi như là cơ bản. Đây rồi, gặp thằng này thì ok, round trước vừa ăn xong. Round này cậu ăn kiểu gì đây? Ui chưa rồi, dính combo anh em ạ. À đâu, combo đấy của tôi. Ồ, thế thì bạn ơi. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, nhìn kìa. Con ngựa nó đấm cho. Ngựa khỏe lắm rồi đấy anh em. Ui lại ca lông. Tôi nghĩ là bán con này đi. Cho 4 Warlock vào anh em ạ. Không chơi 6 Glacier nữa. Glacier tí bán đi đâu. Tí nữa cũng sẽ phải bán con đát thôi. Nói chung là cái bộ này nó ở 12 thì nó chỉ kẹp thêm được đúng một con. Đấy chính là cái con Doctor vào thôi anh em ạ. Bộ này nó hết slot rồi nha anh em nhá. Chơi gọi là vứt 5 tiền vào chơi tạm thôi. Đấy có thêm Warlock thì cái con ngựa của tôi nó sinh tồn nó sẽ khỏe hơn. Đấy nó vua sinh tồn. Rồi. Bây giờ thực ra tôi thấy là bây giờ cái ngựa của tôi nó cũng đã rất trâu rồi đấy. Không hiểu tí nữa mà nếu mà thêm 6 của Berlin thì nó trâu lên cái mức độ như nào nhỉ anh em nhỉ? Trâu lắm rồi đấy. Đây rồi, chén thánh thế này. Thiếu đúng một con Goblin nữa thôi. Ra đi. Ui lại ra lên sợ. Nó cứ dí bắt tôi chơi 6 Glacier anh em ơi. Cứ dí bắt chơi 6 Glacier thôi này. 6 Glacier. Kẹp với 2 Warlock à. 6 không chơi. Không chơi không chơi. Bảo trận này là chơi ấy rồi mà. Thôi cứ từ từ đã. Từ từ đã. Cứ bắt dí vào thôi thì mày lên 2 sao cho mày vào gánh vậy. Ok. Rồi, sát thủ vô tư bạn ơi. Rồi, thằng sát thủ thằng đi top 4 rồi. Chắc chắn rồi. Quá trâu luôn anh em ạ. Nhìn con ngựa của tôi mới là ngựa 2 sao thôi đấy nhá. Ngựa 2 sao rồi. Ngựa đấm hết. Thôi xong rồi. Xong rồi bạn ơi, xong rồi bạn ơi. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ui giời ơi, chồng. Không ăn thua. Xong rồi đấy. Ui, đâu rồi, một phát ra luôn này. Thôi được rồi bạn ơi. Đủ bộ, đủ bộ, đủ bộ, đủ bộ, hay quá. Bây giờ là bỏ con Lancer ra này. Dash Spirit ra này. Ơ,
Vẫn thiếu một slot ở đây. Ok. Đó. Hiện tại là chúng ta đã form được cái đội hình huyền thoại rồi anh em ơi. Kết hợp hai bộ Clive và Goblin để xem là cái mức độ trâu nó như nào anh em nhá. Anh em ơi, cho tôi thấy cánh tay của anh em đâu rồi. Đâu, xem nào trâu đến cái mức độ như nào. Rồi, ui ôi, 6 Exit này, trừ giáp này. Đấy, 6 Hunter, 6 Exit. Bắn không xi nhê luôn anh em ơi, cứng quá rồi. Cứng quá rồi anh em ạ, nhìn cái bắn con ngựa đéo mất máu luôn. Trừ giáp nhiều đấy, nhưng mà tớ giáp nhiều lắm, trừ thoải mái luôn. Trừ có 12 giáp xi nhê gì. Trừ 12 giáp nó còn chưa trừ hết cái giáp của bọn Goblin. Ố, được có một round thôi à. Ôi rồi ôi, nhanh thế. Chưa kịp coi như là trải nghiệm. Trời ạ, mạnh quá, không kịp trải nghiệm anh em ơi. Có nên làm lại một trận nữa nó như này không nhở? Nhanh quá anh em ạ, vừa form được đội hình cái đúng một round bay hết màu rồi. Thật là như thế luôn. Trời, anh em trải nghiệm thế này thì anh em hụt hẫng quá. Thế thì chắc là tôi nghĩ là sẽ phải có một trận khác anh em ạ. Nhá anh em nhá. Rồi, chắc là sẽ có, tôi sẽ làm một cái trận khác để cho anh em trải nghiệm lại. Chứ như này chưa được. Tôi nghĩ là quá hụt hẫng đối với cả tôi cũng như là các anh em đang xem kênh. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Và nếu mà anh em thấy hay để tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một cái trận đấu trí siêu kinh điển, hay lắm anh em ạ. Không thể nào có thể là không xem, không thể bỏ qua được anh em nhá. Anh em hãy xem đi, hay lắm. Và anh em có thể chọn clip bên phải, dồn toàn bộ đồ cho con nhện làm co và cái kết anh em nhá. Anh em xem hay lắm anh em ạ. Và cuối cùng, nếu mà anh em yêu quý Tuấn Cơm, anh em có thể đăng ký hội viên để hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.